Hòa Ái và Trung Khang kính chào quý khán thính giả với bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do. Chúng tôi xin mở đầu bản tin tối thứ Năm ngày 29 tháng 9 năm 2016 với một số tin tức đáng chú ý. Lãnh đạo Việt Nam Philippines thảo luận vấn đề tranh chấp Biển Đông. Hải quân Việt Nam tổ chức lễ đón các tàu chiến Mỹ thực hiện chuyến thăm thành phố Đà Nẵng. Kính thưa quý khán thính giả, Chủ tịch nước Việt Nam ông Trần Đại Quang bàn luận về Biển Đông với Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte vào ngày hôm nay tại Hà Nội. Báo chí Việt Nam đưa tin nói rằng hai nước đồng ý với nhau là các bên phải kiềm chế không sử dụng vũ lực để giải quyết các xung đột với nhau tại Biển Đông, cũng như là phải đảm bảo tự do hàng hải trên vùng biển rất tấp nập hoạt động thương mại này. Việt Nam và Philippines cũng nói rằng hai nước sẽ hợp tác để thúc đẩy việc hình thành bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông, cũng như tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Luật Biển năm 1982. Ngoài ra, hai bên cũng khẳng định việc hợp tác an ninh và quốc phòng là trụ cột trong quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. Tuy vậy, không thấy hai vị lãnh đạo Việt Nam và Philippines nêu ra phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế đưa ra hồi ngày 12 tháng 7 năm nay, trong đó khẳng định Trung Quốc không có cái mà họ gọi là chủ quyền lịch sử trên 90% diện tích Biển Đông mà họ đơn phương tuyên bố. Ngoài vấn đề biển Đông, được biết là Việt Nam và Philippines cũng bàn luận về những trao đổi thương mại và kinh tế song phương. Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị rằng Manila tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Việt Nam làm ăn ở Philippines trong các lĩnh vực khai thác dầu khí, khoáng sản và dịch vụ. Hiền Phi là bạn hàng lớn nhất của gạo xuất khẩu từ Việt Nam. Chiều ngày hôm nay, sau khi gặp gỡ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và chào xã giao Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã lên đường về nước. Tiếp tục phần tin tức tối nay thưa quý vị. Vào sáng ngày 29 tháng 9 tại cảng Tiên Sa, thành phố Đà Nẵng, Hải quân Việt Nam đã tổ chức lễ đón các tàu chiến Mỹ thực hiện chuyến viếng thăm thường xuyên tại thành phố này. Lực lượng Hải quân Mỹ gồm có tàu khu trục mang tên lửa USS John S. McCain, biên đội tàu khu trục số 7, lực lượng đặc nhiệm 73 và có cả một ban nhạc Báo chí Việt Nam cho hay là các hoạt động phối hợp giữa hai bên là những hoạt động phi tác chiến như y tế, hoạt động phục vụ cộng đồng và luật hàng hải. Được biết, đây là lần thứ bảy các tàu chiến Mỹ có những hoạt động như vậy cùng với Hải quân Việt Nam tại thành phố Cảng, Đà Nẵng. Lực lượng tuần duyên Việt Nam vừa có thêm một tàu chiến mới vào ngày hôm qua. Con tàu được mang số hiệu Cảnh sát biển 8005 đã được các công ty đóng tàu giao cho lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam tại Cảng Tiên Sa, thành phố Đà Nẵng. Báo chí Việt Nam đưa tin này và nói rằng đây là một con tàu hiện đại được hai công ty là Damen của Hà Lan và công ty Song Thu của Việt Nam chế tạo. Chiếc tàu này có thể chạy với tốc độ lên đến 21 hải lý một giờ, có trang bị nhiều vũ khí hiện đại và đặc biệt là có cả một sân đáp trực thăng. Ngoài ra, tàu cảnh sát biển 8005 có thể hoạt động liên tục trong 40 ngày đêm trong điều kiện thời tiết xấu. Con tàu này là một nỗ lực mới của Hải quân Việt Nam nhằm hiện đại hóa đội tàu chiến của mình để đối phó với những xung đột căng thẳng về chủ quyền biển đảo với Trung Quốc ngoài Biển Đông. Và bản tin cuối cùng, thưa quý vị, mùi hôi mà cư dân vùng Nam Sài Gòn phải chịu đựng trong mấy tháng qua xuất phát từ bãi rác đa phước tại Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Khẳng định này được ông Võ Văn Hoang, Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đưa ra vào ngày hôm nay, trong một buổi họp báo tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong buổi họp báo, ông Hoang nói rằng ông và một đoàn kiểm tra của thành phố Hồ Chí Minh đã đến bãi rác Đa Phước và thấy rằng mùi hôi thối xuất phát từ nơi đang tiếp nhận rác và từ nước dơ rỉ ra từ rác. Ông Võ Văn Hoang nói rằng thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu công ty đang quản lý bãi rác Đa Phước là công ty trách nhiệm hữu hạn xử lý chất thải rắn Việt Nam, thực hiện một vài biện pháp để dân chúng xung quanh không còn nghe mùi hôi nữa. Đó là trồng cây xanh xung quanh bãi rác mua lò đốt các loại rác đã được phân loại. Ông Hoàng cũng nói là việc trồng cây để ngăn cách bãi rác với các khu vực chung quanh đã được dự tính từ lâu với diện tích là 100 mẫu, nhưng cho đến nay vẫn chưa thực hiện được vì không giải tỏa được khu vực dự tính trồng cây xanh. Quý vị vừa theo dõi bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do. Tất cả các chương trình của chúng tôi được đăng tải và lưu trữ tại địa chỉ rfa việt net Nếu bị từ lửa ngăn chặn, mời quý vị vào địa chỉ Á Châu Tự Do.info. Quý vị cũng có thể xem chương trình của đài bằng điện thoại di động tại địa chỉ vietnamese.rfa.org hoặc bằng ứng dụng app của RFA tải xuống từ App Store và Google Play. Hoài và Trung Khang xin kính chào tạm biệt.